9 nhân vật tiêu biểu sinh ra tại Phú Thọ, phần 3. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Chân Dung Lịch Sử xin gửi tới quý vị và các bạn 9 nhân vật tiêu biểu tiếp theo sinh ra tại Phú Thọ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thiếu tướng Đào Đình Xung, sinh năm 1925, mất năm 2001. Ông quê tại xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tham gia cách mạng vào tháng 8 năm 1945, nhập ngũ vào tháng 3 năm 1947, được kết nạp đảng vào tháng 12 năm 1948. Từ tháng 1 năm 1952 là đại đội phó, rồi đại đội trưởng đại đội 17, tiểu đoàn 29, trung đoàn 88, sư đoàn 308. Từ tháng 4 năm 1954 là tiểu đoàn phó, rồi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 89, trung đoàn 36, sư đoàn 308, tham gia chỉ huy đơn vị đánh đổi độc lập trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ tháng 8 năm 1954, học tại trường trung cao cấp quân sự tại Bắc Sơn. Từ tháng 7 năm 1961 đến tháng 3 năm 1963, học tại Học viện Nam Kinh Trung Quốc. Từ tháng 4 năm 1963 đến tháng 4 năm 1964 là tham mưu phó sư đoàn 308. Từ tháng 5 năm 1964 đến tháng 2 năm 1968 là trung đoàn trưởng trung đoàn 36, sư đoàn 308. Từ tháng 3 năm 1968 đến tháng 1 năm 1969 vào chiến trường miền Nam chiến đấu là trung đoàn trưởng trung đoàn 36, trưởng ban tác chiến mặt trận Quảng Đà, quân khu 5. Từ tháng 2 năm 1969 đến tháng 8 năm 1971, chỉ huy cánh Đông, cánh Trung, mặt trận Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ tháng 9 năm 1971 cho đến tháng 5 năm 1973, giữ quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 308, chỉ huy sư đoàn chiến đấu tại Đông Hà, Quảng Trị. Từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 6 năm 1986 là phó tư lệnh kiêm chủ nhiệm hậu cần quân đoàn 1. Từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 12 năm 1990 là phó giám đốc học viện quân sự cấp cao. Ông được tặng huân chương quân công hạng nhì, huân chương chiến thắng hạng 3, huân chương chiến công hạng nhất hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì 3, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Đạo diễn Bùi Đình Hạc, sinh năm 1934, mất năm 2023. Đạo diễn Bùi Đình Hạc, sinh năm 1934 tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, tham gia cách mạng từ năm 1949 đến năm 1953, ông vào công tác trong ngành điện ảnh tại An toàn khu Việt Bắc. Sau hòa bình ở miền Bắc năm 1954, ông theo học đạo diễn phim truyện tại trường Đại học Điện ảnh Toàn Liên bang Xô Viết ở Moscow. Ông trở thành một trong những nghệ sĩ đặt những viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Với những thành tựu đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực sáng tác điện ảnh, năm 1984, ông đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân đợt 1, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2007 cho 7 tác phẩm tài liệu và phim truyện. Đó là các phim tài liệu Nước về Bắc Hưng Hải, Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi, Hồ Chí Minh, Chân Dung Một Con Người, Nguyễn Ái Quốc đến với Lenin, Đường về Tổ quốc. Phim truyện có Nguyễn Văn Trỗi, Đường về quê mẹ. Ngoài làm phim, ông còn là một nhà quản lý rất có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành điện ảnh. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương, Cục trưởng Cục Điện ảnh, làm giám khảo phim tài liệu tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1973 và tại Triều Tiên. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền, sinh năm 1935. Ông quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Từ năm 1948, lúc 13 tuổi, ông được đi học trở lại ở lớp đệ nhất trung học ở trường Hùng Vương, vừa sơ tán từ thị xã Phú Thọ tới gần nhà ông ở xã Vĩnh Trân. Đầu năm 1951, 16 tuổi, ông được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được phân công phụ trách đội thiếu nhi và là thành viên ban chấp hành hiệu đoàn của trường, phụ trách lao động. Tháng 8 năm 1953, 18 tuổi, ông cùng với 19 người khác được nhà nước Việt Nam cử sang Trung Quốc để học tiếng Nga. Sau 2 năm học, năm 1955, ông tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Nga ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tháng 10 năm 1955, sau khi học 2 năm tiếng Nga ở Trung Quốc trở về, ở tuổi 20, Bùi Hiền được giao phụ trách ban tiếng Nga của trường Ngoại ngữ mới thành lập ở Hà Nội.
Năm 1958, trường ngoại ngữ sáp nhập vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trở thành khoa ngoại ngữ với 4 phân khoa Anh, Pháp, Nga, Trung. Bùi Hiền tiếp tục phụ trách phân khoa Nga văn. Năm 1967, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội được thành lập, ông phụ trách khoa tiếng Nga của trường này. Từ năm 1969 đến năm 1972, ông làm nghiên cứu sinh phó tiến sĩ ngành tiếng Nga ở Liên Xô. Sau khi bảo vệ thành công luận án, năm 1973, ông trở về nước tiếp tục công tác tại trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1974, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1978, ông được điều chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phụ trách ngoại ngữ trong cải cách giáo dục. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm phó viện trưởng Viện Nội dung và Phương pháp Dạy học Phổ thông thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ông giữ chức vụ này cho đến khi nghỉ hưu năm 1993. Đồng chí Cù Thị Hậu, sinh năm 1944. Bà sinh tại xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Bà trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 4 năm 1969. Về trình độ chuyên môn, bà có bằng tốt nghiệp khoa kinh tế công nghiệp khóa 19, hệ chính quy, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong một thời gian dài, bà là công nhân nhà máy dệt mùng 8 tháng 3. Vốn cao lớn, khỏe mạnh, chịu khó, bà nhanh chóng trở thành người lao động giỏi và được khen thưởng 10 năm là chiến sĩ thi đua. Bà được bầu làm Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam khóa 3 năm 1974, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thư ký, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa 5 năm 1983, Phó Chủ tịch Thường trực năm 1988, Phó Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 6, khóa 7, Chủ tịch Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 8 năm 1998, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 9 từ năm 2003 đến năm 2006, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới khóa 14, khóá 15. Tháng 1 năm 2010, bà được Ban chấp hành Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam bầu làm Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam khóa 3. Tháng 11 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, bà được hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội khóa thứ tư bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Đồng chí Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1950, ông quê tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Năm 1975, ông là lính lái xe tăng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi Việt Nam thống nhất, ông được cử đi học tại trường sĩ quan tăng thiết giáp, tốt nghiệp loại xuất sắc. Ông được giữ lại làm giảng viên ở trường này. Sau đó, ông được nhà nước Việt Nam phong học hàm phó giáo sư, nhà giáo nhân dân. Ông từng giữ chức vụ hiệu trưởng trường sĩ quan tăng thiết giáp. Năm 2010, ông là thiếu tướng tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, sinh năm 1963. Ông quê quán tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ học vấn, tiến sĩ kỹ thuật. Ngày 31 tháng 10 năm 2018, tại quyết định 1441 QĐ-TTG, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ chức Phó trưởng Ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 11 năm 2018, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Bùi Hải Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tháng 4 năm 2020, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, ông được cử làm quyền trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Đình Chữ, sinh năm 1968. Đồng chí Đỗ Đình Chữ quê quán tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tháng 12 năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ điều động chỉ định ông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ngày 29 tháng 9 năm 2015, ông là một trong số 55 đảng viên trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020. Tháng 3 năm 2016, ông là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tháng 7 năm 2016, ông được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam tặng bằng khen do có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nhiệm vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm năm 2016.
Năm 2017, Đỗ Đình Chữ là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Phú Thọ. Tháng 5 năm 2018, ông là tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, ông là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ, được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 5 năm thay cho ông Đoàn Minh Hương nghỉ hưu. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, ông được Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam Lê Minh Trí bổ nhiệm giữ chức vụ Tránh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023. Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, tốt nghiệp cao đẳng ngoại ngữ thuộc Bộ Nội vụ, ông được phân công công tác tại Công an thành phố Hà Nội. Sau khi công tác 1 năm ở Công an thành phố Hà Nội, cha mẹ Đặng Xuân Khang xin chuyển ông về làm giảng viên khoa ngoại ngữ, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Du học 2 năm ngành tiếng Anh cho sĩ quan cảnh sát tại Hungary trở về, ông tiếp tục giảng dạy gần 10 năm tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Sau đó, khi Interpol Việt Nam thành lập, Bộ Công an tuyển những cán bộ công an giỏi tiếng Anh, Đặng Xuân Khang đã tham gia ứng tuyển và trúng tuyển. Lúc này ông mang quân hàm đại úy. Với năng khiếu tiếng Anh, ông đã tháp tùng nhiều cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đi dự Đại hội đồng Interpol quốc tế. Từ năm 2009 đến năm 2013, Đặng Xuân Khang là Đại tá Công an Nhân dân Việt Nam, Tránh Văn phòng Interpol Việt Nam. Năm 2009, Đại tá Đặng Xuân Khang, Tránh Văn phòng Interpol, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Đại tá Tiến sĩ Đặng Xuân Khang, Tránh Văn phòng Interpol Việt Nam được trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân. Từ tháng 11 năm 2014, Đặng Xuân Khang là Thiếu tướng, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tổng biên tập Cổng Thông tin Điện tử Học viện Cảnh sát Nhân dân. Năm 2019, Đặng Xuân Khang là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đồng chí Cầm Hà Trung, sinh năm 1975. Đồng chí Cầm Hà Trung sinh ngày 23 tháng 10 năm 1975 tại xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tháng 9 năm 1997, sau khi tốt nghiệp đại học, Cầm Hà Trung trở lại Phú Thọ, ký kết hợp đồng lao động với Sở Tài chính, Vật giá tỉnh Phú Thọ, nay là Sở Tài chính tỉnh, là cán bộ hợp đồng, sau đó được tuyển dụng vào Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, là cán bộ tập sự, chuyên viên phòng quản lý ngân sách huyện, xã của Sở. Tháng 4 năm 2000, ông được điều tới Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ là chuyên viên phòng tổ chức, hành chính, quản trị, rồi kế toán cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ. Bên cạnh đó, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là bí thư chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy. Tháng 7 năm 2005, ông được điều sang phòng tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, được thăng chức Phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng tổng hợp năm 2010, đồng thời là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư chi bộ tổng hợp, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Tháng 1 năm 2013, ông được điều về huyện Yên Lập, nhậm chức Phó Bí thư huyện ủy, trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Yên Lập. Sang tháng 8 năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Năm 2021, ông được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội từ Phú Thọ thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, rồi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 với tỷ lệ 86,59%. Tháng 12 năm 2022, ông được bổ nhiệm làm trưởng ban dân tộc tỉnh Phú Thọ, ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên đây là 9 nhân vật tiêu biểu tiếp theo cũng sinh ra tại Phú Thọ. Quý vị và các bạn ấn tượng với nhân vật nào nhất? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!